Ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Khuyên, 41 tuổi, Tổng Giám đốc, và ông Văn Đình Toàn, 42 tuổi, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, địa chỉ tại phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xác định từ tháng 9 năm 2023, bà Nguyễn Thị Khuyên không trả được lãi cho nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại. Theo thông tin trên trang web của Tâm Lộc Phát, sau hơn 4 năm hoạt động từ 2019, tập đoàn này đã phát triển, mở rộng được 59 văn phòng chi nhánh và văn phòng đại diện trên nhiều tỉnh thành và cả tại Lào. Doanh nghiệp giới thiệu có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, truyền thông và tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê nghệ sĩ, kinh doanh hệ thống gian hàng tiện ích, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, hệ thống taxi du lịch, kinh doanh bất động sản, kinh doanh công nghệ 4.0, kinh doanh trang thông tin điện tử tổng hợp, kinh doanh truyền hình, kinh doanh vàng bạc đá quý trang sức với thương hiệu Anzi, kinh doanh ô tô. Các sự kiện của Tâm Lộc Phát, trong đó có lễ khai trương văn phòng tại nhiều tỉnh thành, liên tục xuất hiện các nghệ sĩ, diễn viên cũng như YouTuber hài nổi tiếng tại Việt Nam. Tại hội nghị tổng kết quý 1 năm 2024 và triển khai kế hoạch phát triển tập đoàn trong quý 2 diễn ra hôm 31 tháng 3 năm 2024 tại Ninh Bình, Tâm Lộc Phát đã làm clip gần 6 phút quảng bá về doanh nghiệp, trong đó có nói về công ty cổ phần truyền hình Tâm Lộc Phát TV và hãng phim Talofa Film của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó là kênh YouTube truyền hình Tâm Lộc Phát TV hoạt động trên nền tảng YouTube từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 và có trên 101.000 lượt đăng ký với gần 1,8 triệu lượt xem, đặt nút bạc YouTube. Tập đoàn này cũng công bố dự kiến khai trương showroom ô tô và tiếp tục thực hiện hoạt động đa ngành nghề. Tuy nhiên, clip không hề đề cập tới tình hình cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Tâm Lộc Phát. Trước đó, đầu tháng 8 năm 2023, Tâm Lộc Phát khai trương thương hiệu vàng Anzi tại FLC Sầm Sơn. Có thể thấy hoạt động huy động vốn của Tâm Lộc Phát theo hình thức trả lãi cao, lấy tiền của người sau trả cho người trước giống như mô hình Ponzi. Đây là một hình thức lừa đảo xuất hiện từ lâu trên thế giới và Việt Nam nhưng vẫn thu hút các nhà đầu tư. Mô hình này huy động tiền từ các nhà đầu tư, lấy tiền của người sau trả lợi nhuận lãi cho người trước, khiến nạn nhân tin rằng lợi nhuận đến từ việc bán sản phẩm hoặc các phương tiện khác. Theo kết quả điều tra, tháng 6 năm 2019, Khuyên và Toàn cùng một người thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tâm Lộc Phát, sau đó thành tập đoàn, kinh doanh siêu thị tiện ích, sản xuất quần áo thời trang, đầu tư bất động sản. Các bị can sử dụng pháp nhân công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn. Nhóm của bà Khuyên đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng, khoảng 2,93% trên tháng. Cả hai đã mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mì chính để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty. Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng được chuyển vào tài khoản của công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên. Dưới mát công ty hoạt động đa ngành nghề và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Khuyên cầm đầu đã huy động tới hơn 5.100 tỷ đồng theo dạng đa cấp. Công an xác định từ tháng 9 năm 2023, bà Nguyễn Thị Khuyên không trả được lãi cho nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại. Trong một phóng sự hồi đầu tháng 4 trên VTV, chỉ riêng ở Hải Dương đã có gần 300 người nộp tiền góp vốn cho Tâm Lộc Phát. Họ đều chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của một người đại diện cho công ty ở địa phương và nhận lại phiếu thu do người đó ký. Sau đó người dân sẽ ký vào bản hợp đồng góp vốn kinh doanh có chữ ký của tổng giám đốc công ty. Công ty huy động từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Nếu mời được người khác tham gia sẽ được nhận hoa hồng 20%. Trong hợp đồng góp vốn kinh doanh, Tâm Lộc Phát không ghi nội dung góp vốn để làm gì. Theo điều tra của công an, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng. Văn phòng nào giới thiệu mở thêm văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập. Các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1. Có thể thấy mức lãi suất cao 36% trên năm cho nhà đầu tư là không có cơ sở. Chưa kể một khoản hồng 20% cho người tìm kiếm được nhà đầu tư cũng là điều không hợp lý. Trước đó có rất nhiều vụ lừa đảo dựa trên chiêu trò lãi suất cao. Hồi đầu năm, Công an thành phố Hà Nội cho biết Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao, cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Việc huy động được thực hiện dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đưa ra lãi suất cam kết cao vào khoảng 12% trên năm. Sen Tài Thu đã thực hiện việc huy động tiền của người sau trả cho người trước, lại phải trả vượt lợi nhuận mà công ty đạt được. Ngoài lãi suất trả cho nhà đầu tư, doanh nghiệp còn phải chia phần trăm hoa hồng rất lớn cho đội ngũ nhân viên sale.
Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bà Hạnh đưa ra thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều địa phương, huy động hơn 1.200 tỷ đồng của nhiều cá nhân rồi chiếm đoạt. Trong trường hợp sang tài thu, doanh nghiệp này huy động được một lượng lớn tiền, có lẽ từ khoản lợi nhuận cao và danh tiếng của doanh nghiệp này. Còn với sâm Ngọc Linh, Mỹ Hạnh hay Tâm Lộc Phát, giới đầu tư bị lừa có lẽ bởi lãi suất rất cao và những màn phô trương quảng bá rầm rộ trên cả những tờ báo chính thống, mượn hình ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng. Gần đây, vụ việc phụ huynh cho trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN vay vài nghìn tỷ đồng, mỗi người từ 2 đến 15 tỷ đồng rồi không đòi được cũng là câu chuyện về niềm tin và ham lời cao. AISVN cam kết với các phụ huynh cho trường vay tiền sẽ đổi lại được miễn phí học 12 năm, có tổng giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trường sau đó rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, không có tiền trả lương cho giáo viên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, những người đã góp tiền vào doanh nghiệp này theo hình thức góp vốn, cho vay hoặc các giao dịch khác mà thấy rằng mình đã bị lừa đảo, do những thông tin gian dối mà chuyển tiền thì có thể liên hệ với cơ quan điều tra để đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời được quyền đưa ra các tài liệu chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết. Trường hợp kết thúc hoạt động tố tụng mà những người bị hại vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thì trong phiên xét xử vụ án hình sự này, người bị hại có quyền đưa ra yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, buộc bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và những thiệt hại khác nếu có. Sau này, bản án hình sự có hiệu lực pháp luật mà các bị cáo không tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, lúc đó người bị hại có quyền căn cứ vào bản án đã có hiệu lực pháp luật để đề nghị cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành án. Bạn bè hay người thân của bạn có là khách hàng của tập đoàn Sen Tài Thu? Tình hình hiện tại của họ ra sao? Hãy chia sẻ ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Nếu thấy thông tin video bổ ích, hãy like share rộng rãi cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc này nhé! Một nạn nhân 73 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đầu tư số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng vào tập đoàn Sen Tài Thu. Thông tin trên báo Lao Động cho hay, ban đầu bà H chỉ đầu tư số tiền nhỏ, thấy nhận được lãi đầy đủ, bà dồn cả gốc lãi cộng thêm tiền bán nhà và huy động từ các con số tiền 16 tỷ đồng để mua cổ phần của tập đoàn Sen Tài Thu. Hiện nay, bà đứng tên 10 hợp đồng mua cổ phần của công ty này với 16 tỷ đồng, huy động toàn bộ tài sản của gia đình. Đau lòng hơn, hiện nạn nhân đang điều trị ung thư giai đoạn 4. Việc điều trị rất tốn kém nhưng không còn tiền, tiền đầu tư thì không lấy lại được nên bà không dám sinh con cái. Bà hắt đau khổ và thấy có lỗi khi các con đã từng cảnh báo mình vào hơn một năm trước, nhưng bà vẫn tin tưởng người của tập đoàn Sen Tài Thu mà dồn toàn bộ tài sản vào công ty. Trong phóng sự của VTV, làm việc với lãnh đạo Sen Tài Thu, ông Trần Tuấn Anh, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam cho rằng, trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Lan Hương, tổng giám đốc cũ, nhưng đã xin nghỉ việc từ tháng 11, tháng 12, 2022. Sen Tài Thu làm gì có chức năng nhận tiền, huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần này đều đang để ngoài sổ sách và chưa kê khai gì cả, chưa được nhà nước bảo hộ, ba lãnh đạo cũ có một số dấu hiệu vi phạm hình sự. 100% số vốn đấy không được sử dụng vào kinh doanh mà được chuyển ra tài khoản cá nhân của ba lãnh đạo để chi tiêu. Chủ đích của ba lãnh đạo cũ rất rõ từ đầu và đi theo đúng con đường là vay của người trước trả cho người sau. VTV News dẫn lời ông Trần Tuấn Anh, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, nói: "Được biết, khi các nạn nhân đến công ty trực tiếp đối thoại và những câu hỏi chỉ xoay quanh việc bao giờ những người đã bỏ tiền vào đây nhận được tài sản của họ thì câu trả lời luôn là chưa có. Những dấu hiệu về mặt sai phạm và khoản thất thoát từ công ty là có, nhưng bọn em đang cần phải có thêm thời gian cùng với công ty giải quyết những chuyện đó." VTV dẫn lời tư vấn luật độc lập của công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam nói: "Tuy nhiên, một số nạn nhân khẳng định phía công ty bảo từ từ giải quyết để mọi người lấy được vốn, nhưng mọi người có lấy lại được vốn đâu, không lấy lại được một đồng nào cả, chẳng qua là kéo dài thời gian lần nữa của bên công ty ra thôi. Bạn bè hay người thân của bạn có là khách của tập đoàn Sen Tài Thu, tình hình hiện tại của họ ra sao? Hãy chia sẻ ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Nếu thấy thông tin video bổ ích, hãy like share rộng rãi cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc này nhé."